Lễ bà Thánh sang Khô Long, bonjour, mình là Mai Khôi. Nhiều bạn nhắn cho Mai Khôi là chia sẻ thêm những ngày lễ hay là cuộc sống ở Bỉ. Thì đây đây, đây là video về ngày lễ của bà Thánh sang Khô Long. Cứ vào thứ hai hàng năm sau ngày lễ Chúa Nhật, Chúa Thánh Thần hiện xuống thì người ta sẽ tổ chức một cuộc hành hương và đi bộ gọi tên là sang Khô Long để mà tưởng nhớ tới bà. Mai Khôi sẽ kể đôi nét về bà Thánh sang Khô Long này nha. Chuyện kể rằng ngày xưa bà Thánh sinh vào khoảng thế kỷ thứ 8. Bà là con gái của vua Didier, tức là công chúa đó. Nhưng mà bà không có muốn kết hôn, sống đời sống hôn nhân mà muốn đi tu dâng mình cho Chúa. Nên bà đã tìm cách bỏ trốn và trên đường đi trốn ấy, thì bà đã bị kiệt sức và qua đời vào khoảng năm 774 tại một trang trại Villers thuộc làng Villers-Bothry ngày nay. Ngay khi qua đời thì một phép lạ đầu tiên đã xuất hiện mà người ta thấy được, đó là một người mù nhìn thấy. Và sau đó có nhiều phép lạ được xảy ra và ngôi mộ của bà trở nên nổi tiếng hơn. Và theo thông tục thời bấy giờ thì các tín hữu đã tôn xưng bà là thánh. Và ngày nay vào ngày lễ này thì người ta sẽ bắt đầu bằng 3 giờ sáng bằng việc dâng thánh lễ, sau đó thì đi bộ và đi tầm khoảng 30 cây số đi qua những nhà thờ trong vùng. Người ta sẽ khiêng La Chasse de Saint Colon đi cùng. Mấy khôi không biết dịch cái từ này qua tiếng Việt chính xác là cái gì. Cái hòm vàng vàng này nè, nếu mà dịch sát nghĩa gọi là đền thờ thánh Colon, và cái Chasse này cũng có tuổi đời là 450 năm. Cha đang cầm xương của bà Thánh để cho mình lên hung nè, và ai muốn rờ vào cái xác này cũng được nha. Trong ngày hành hương rước kiệu đi bộ này á, thì sẽ có những người ta mang đồ lính ngày xưa nè, rồi ta thổi kèn, đánh trống, rồi có súng khói nữa, rất là vui. Và ngày hành hương đi bộ sang Khô Long này cũng đã được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Cho nên vào ngày này người ta tụ về đây rất là đông vui luôn, có hội chợ nữa nè. Nhưng mà trước ngày lễ này thì vào ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, ở giáo xứ sẽ tổ chức hai lần rước mà kiểu quy mô nhỏ thôi, giống như là khởi động nhẹ nhàng trước ngày trọng đại vậy đó. Thì Mai Khôi sẽ chia sẻ những hình ảnh mà Mai Khôi quay được cho các bạn cùng xem nha. Và đó là tất cả những hình ảnh mà Mai Khôi quay được muốn chia sẻ đến cho các bạn về ngày lễ Thánh Saint Colon ở Bỉ. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Bây giờ thì à biển tốt. Thành phố cảng xinh đẹp của nước Pháp mang tên Honfleur. Bonjour, mình là Mai Khôi. Trên đường từ Cancan trở về lại Bỉ thì nhà Mai Khôi có ghé ngang qua một thành phố cảng cũng rất là đẹp và nổi tiếng. Mình sẽ cùng nhau đi tới đó khám phá nha. Và đây Mai Khôi đã tới Honfleur rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái trung tâm một chút xíu tìm chỗ đậu xe, hy vọng là hên có chỗ nha. Khôi đã đi tới chỗ trung tâm mà mình cũng tìm được chỗ đậu xe rồi. Trời ơi, rất là hên luôn các bạn. Và đây là nhà thờ chính của thành phố. Lát nữa Mai Khôi sẽ đi vào bên trong để mà quay cho các bạn xem nha. Nhìn nhà thờ rất là cổ kính luôn. Bây giờ mình sẽ đi dạo ở bên ngoài trước. Thành phố này thì nổi tiếng với lại bến cảng cũ, cho nên Mai Khôi sẽ đi dạo ra đó. Trên đường đi thì có những cửa hàng hai bên đường á, người ta bán đồ ăn hay là đồ lưu niệm. Cửa hàng này thì bán sô-cô-la, bánh kẹo, mà nhìn sô-cô-la nè, trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Có sô-cô-la làm hình con vẹm nữa nè. Mà tiếc cái giờ này người ta đang nghỉ trưa, chứ không mình nhào vào trong mình quay cho các bạn thấy nó rõ hơn rồi. Bên này thì kẹo đủ màu sắc luôn. Honfleur thì thuộc về vùng Normandy của Pháp, và ở đây thì dân số cũng ít, các bạn khoảng 8.000 người thôi. Nhưng thành phố này thu hút được khách du lịch về đây rất là đông bởi cái sự yên tĩnh và nét đẹp cổ kính của nó. Mấy Khôi đang có mặt ở bến cảng cũ của Honfleur, và nghe nói ngày xưa thì bến cảng cũng đóng một vai trò rất là quan trọng của vùng Normandy.
Ở phía xa xa bên kia mày coi thấy có một cái nhà thờ nho nhỏ, lát nữa mình sẽ đi vòng qua bên kia mình quay kỹ hơn. Tới đây thì mày coi thấy khách du lịch thích đi tản bộ quanh khu vực cảng, giống mình là đang đi hít thở không khí trong lành rồi ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính hoặc ghé vào những quán nước bên đường nhâm nhi một ly cà phê nóng. Và đây là nhà thờ lúc nãy mấy Khôi quay từ xa nè. Tới gần thì mấy Khôi mới thấy cái bảng hiệu này. Nhà thờ đã trở thành bảo tàng tàu thuyền. Và nghe nói nhà thờ cũng xây dựng vào thế kỷ thứ 14, cho nên nhìn nó rất là kiểu cổ xưa ha. Theo như những thông tin mà mấy Khôi đọc được á, thì hầu hết những ngôi nhà trong thành phố được làm bằng đá và gỗ và được xây dựng vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Đi dạo qua những con phố, ngắm nhìn những ngôi nhà, bến cảng ngày xưa thì mấy Khôi mới hiểu tại sao thành phố này nghệ sĩ về đây rất là nhiều, vì nó truyền cho họ một cảm hứng sáng tác gọi là vô tận. Và ở thành phố này mấy Khôi nghe nói là cái ánh sáng của nó đó cũng khác biệt hơn so với những nơi khác, cho nên họa sĩ về đây để vẽ tranh rất là nhiều. Có những phòng trưng bày tranh ảnh nè, đó giống như cái nhà mấy Khôi đang quay phía trước các bạn thấy á. Đi ra phía ngoài cảng thì mấy Khôi thấy có một chiếc tàu, người ta đang làm gì mình cũng không rõ nữa, để mấy Khôi băng qua đường tới gần quay cho các bạn xem nha. Mình thấy có mấy cái khay xếp chồng lên thì mấy Khôi nghĩ chắc cái thuyền này mới đi đánh bắt về nè. Đó, mấy chú đang thả lưới hay thả gì xuống dưới, nói chung mấy Khôi không có rành về câu cá, bắt cá. Bạn nào biết á thì để lại bình luận cho mấy Khôi học hỏi thêm nha. Có cháy hay gì ạ? Mình thấy có cảnh sát với lại xe chữa cháy tới nhưng mà không thấy khói lửa gì, chắc có thể bị xì ga hay gì không. Nói chung đứng cũng nhiều chuyện nhưng mà không biết có chuyện gì. Thôi mình đi dạo tiếp đây chứ đứng nhiều chuyện một hồi là hết giờ luôn á. Mình Khôi sẽ đi vào phía bên trong nha. Nãy giờ mình đi ngoài bến cảng rồi thì giờ mình đi vào mấy con đường phía bên trong xem nó có cái gì. Đây mình đang đi ngang phía đầu kia là nhà thờ nhưng mà mấy Khôi chưa có vào nhà thờ nha, mình đi dạo thêm. Ở phía trong phố thì toàn là những cửa hàng bán bánh, cà phê hay là đồ lưu niệm rất là nhiều. Đây hai chị ba đang chọn đồ lưu niệm nè. Và mấy Khôi thấy có một tiệm bán muối mà thì kiểu như là chuyên về muối luôn, cho nên mình cũng tò mò đi vào xem thử nha. Trời, vào đây nó thơm cái mùi muối, nhưng mà nó có muối ớt nè, muối hành, muối tỏi, muối chanh, cho nên nó thơm lắm các bạn. Ta để từng cái thau muối nè, đây có muối đen, muối đỏ Hawaii nè. Rồi bên này là muối gì đây? Muối xanh. Ủa mà sao nhìn màu nó trắng vậy? Rồi muối hồng. Trời, nói chung là kính thưa các loại muối luôn. Người ta để từng thau muối như thế này, các bạn muốn mua bao nhiêu á thì múc bỏ vào trong cái túi rồi cân lên tính tiền. Hoặc là người ta chia sẵn vào trong những cái hũ nhỏ nhỏ như thế này nè. Bên này thì có bán tiêu nữa. Các loại tiêu nha. Tiêu đen, tiêu hồng, tiêu xanh, tiêu đỏ gì đó. Vào đây chỉ cần ngửi với ngắm thôi là tự nhiên mình cảm thấy người mình nó mặn mà hơn, nó đậm đà hơn hẳn. Nhìn mặt con nhỏ là biết đang hoang mang phân vân lắm luôn á. Vào đây là không biết chọn cái nào luôn. Bình thường các bạn đi chợ mua muối là chỉ có muối tinh hay là muối biển, muối hột thôi, mà vào đây nó quá trời loại. Cuối cùng thì Mai Khôi cũng chọn được cái loại mà mình muốn thử. Mua muối xong rồi thì mình sẽ đi về nhà thờ nha.
Đây là nhà thờ mà lúc đầu video mới khôi quay phía bên ngoài đó. Và bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. Nhà thờ này là một công trình kiến trúc rất là đặc biệt đó các bạn. Tại sao? Tại vì nó được xây dựng hầu hết là bằng gỗ do các thợ đóng tàu á, người ta làm nên. Theo như những thông tin lịch sử mà mấy Khôi đọc được á, thì vào khoảng thế kỷ 12, nhà thờ đầu tiên được xây dựng nơi đây. Nhưng mà trong chiến tranh xâm lược thì nó đã bị phá hủy vào năm 1419. Và vào năm 1468 thì người ta đã xây dựng nên một nhà thờ khác, tức là nhà thờ mà các bạn đang thấy trước mắt nè. Và trải qua hàng thế kỷ nhưng mà nhà thờ vẫn giữ được những cái nét nguyên bản từ những ngày đầu tiên. Mặc dù trải qua những năm tháng của lịch sử thì nhà thờ cũng có trùng tu lại. Vào năm 1870 thì nhà thờ cũng được xếp hạng là di tích lịch sử. Mấy Khôi đi ra phía trước mặt nhà thờ để quay cho các bạn xem nè. Tức là cửa chính là đi vào đây nha. Còn hồi nãy mình đi vào là bên hông thôi. Và đối diện với nhà thờ có một cái tháp chuông, kiểu nhìn rất là đặc biệt luôn. Lúc đầu mới nhìn thì mấy Khôi tưởng là nhà nguyện nhỏ nằm kế bên nhà thờ, nhưng mà không phải, đây là tháp chuông của nhà thờ nhưng mà nó lại nằm tách riêng biệt hoàn toàn. Hiện tại thì mình không có đi vào bên trong được, tại vì ở trong người ta đang còn sửa chữa đó. Và ở phía trên cao của tháp chuông các bạn thấy có một cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ của tháp chuông này là được cài đặt vào năm 1907 bởi ông Homier. Và đứng ở trước cái tháp chuông này mình rất là tò mò luôn, không biết bên trong là nó như thế nào. Thôi thì đành hẹn dịp khác vậy. Và đó cũng là những hình ảnh về thành phố mà mấy Khôi muốn chia sẻ đến cho các bạn.